Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây hải châu. Cây hải châu quý vị ạ. Đây, đằng sau bác thì có mấy cây mấy cây phiến đá này mới đẹp. Đá toàn đá đỉnh cao, đá chất lượng. Đấy, những cái viên đá phong thủy quý vị ạ. Đặt viên đá phong thủy này, đặt một viên đá ở trong nhà trấn yểm rất nhiều thứ. Chỉ không có tiền mua thôi. Đây, cây này là cây hải châu. Đây là đá này, là đá giả. Đây là xi măng giả đá, làm giống thật thế. Các nghệ nhân miền Nam họ làm. Đấy, xi măng giả đá nha quý vị nha, chứ không phải là đá đâu. Cây hải châu mã số 60. Cây hải châu dáng bay rất là đẹp. Bác nghệ nhân nào, đây quay cho quý vị và các bạn nghe. Có quay thế. Cái mai chiếu thủy. Đây là tác phẩm rồng như cá chép hóa rồng. Mai chiếu thủy nha quý vị nhé. Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một cây hoa mà hoa nguyệt quế dáng song siêu. Nguyệt quế dáng song siêu. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn là một cây me dáng thác đục. Cây này anh ấy vừa mới lấy ở trong Quảng Ngãi, lấy ở trong vùng Quảng Ngãi về, may quá. Cây này là nó đang vừa mới, anh ấy vừa mới lọc ra và cây này nó đang gọi là bắt đầu lên lộc, rất là đẹp và nó lộ hết được toàn bộ cái vẻ đẹp của cái cây ra. Đấy, toàn bộ thân tay cành lộ hết sạch sẽ ra rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, hôm nay được ngắm cái tác phẩm này, mè dáng thác đổ này của Bành Dũng Tân, là một điều nói là quá là tuyệt vời khi anh ấy vừa mới lọc ra như này và tôi rất là may mắn tôi quay được. Chứ nếu như mà cây này mà nó tốt lên thì lại rất là khó quay. Anh em sẽ không nhìn thấy được cái gì luôn. Này nó lộ ra hết này rồi. Anh em nhìn thấy được hết toàn bộ cái bộ xương rằm. Đúng không ạ? Nhắm được hết sạch luôn nhá. Cây me.
cây me, bộ củ. Hai chiên với cây cảnh vào đây đứng giá. Quá là tuyệt vời quý vị nhỉ. Đây giới thiệu với quý vị. Rồi cái không gian đó là tuyệt vời, mỹ mãn. Một không gian nó là quá đẹp. Vâng. Lâu lắm rồi mới lại nhìn lại hai cái tác phẩm này. Hai cái tác phẩm hai cái tác phẩm Tùng La Hán Giáng Trực. Rất đẹp. Đấy, ngày anh Tùng mua thì anh ấy để lại cho 1 tỷ hay là 800 triệu một cây, rất là đẹp. Bây giờ thì chắc không có cái giá đấy nữa rồi. Hai cây tùng này là hai cây tùng hoa nhé quý vị nhé, hai cây tùng hoa Tùng La Hán. Đây, quý vị và các bạn có thể nhìn cái gốc rất là to, vành 2, 4, 6. Cái này phải rơi vào khoảng 250, 300 vành gốc. Cao, cái này phải cao rơi vào khoảng 3,5 m. Đấy, cao tầm 3,5 m. Rất là đẹp. Cây bên này cũng vậy, cây bên này thì to hơn một chút. Cây bên này vành gốc chắc phải tầm 300. Vành gốc phải tầm 300 quý vị ạ. Đấy, đẹp thật. Đây quý vị ngắm tay tùng nhá, to lắm rồi nhá, chứ không phải là nhỏ đâu nhá. Đấy, Tùng La Hán Sáng Trực, quá đẹp. Vâng, cây bên này, một cây này rất là phù hợp với cả hồ coi quý vị ạ. Hồ coi hoặc là có cái tiểu cảnh bệ này. Úi dồi ôi, rộng mênh mông bao la. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vườn vườn Tùng La Hán này thì phải nói là đỉnh cao rồi. Lát nữa tôi sẽ lên trên cái chỗ đồi kia, tôi quay xuống cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức, ngắm được hết toàn bộ cái vườn đồi này, à vườn tùng này của bác Dũng. Quý vị và các bạn có thể thấy tùng bắt đầu đang bật lộc đẹp thê, bóng đẹp mỹ mãn luôn. Nguyệt quế đang chuẩn bị ra hoa quý vị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là cây siro Mỹ. Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn cái tác phẩm Vũ Điệu Thiên Nga, hàng bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn như thế. Đấy, quý vị thấy không? Nó không hề gọi là đổi thay đáng bao nhiêu cả. Đấy, Vũ Điệu Thiên Nga. Sướng không quý vị? Một không gian nói là lý tưởng. Vâng, giới thiệu với quý vị đây là cây túc. Cái cốc này. Đây là cây vạn tuế. Vâng, cây cuối cùng trong video này tôi gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn là một cây tùng La Hán dáng bay, mã số 77 đấy, rất là đẹp quý vị ạ. Sau đó là lối lên cái đưa lên trên này là lên lên cái đồi Nhật ở trên kia này, và khi mà lên trên cái đồi Nhật trên kia thì quý vị và các bạn sẽ ngắm được hết toàn bộ cái quang cảnh ở của khu sinh thái Dũng Tân đây. Cây tùng La Hán dáng bay rất là đẹp, sau nó lại ngược sáng. Tối đen xì rồi. Thôi, có khi tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và